chán. 3, 2, 1 Đây, cửa đá. Chúng ta đang có đường xuống, đường đi xuống của gành đá đĩa. Đây ở địa dân địa phương đây gọi dĩa, dĩa là một. Nên mình vào nhà hàng có thể mình gọi là cho cái dĩa, cả hai, cả inox và cả cái cắt xú luôn. Từ thị thành phố Tuy Hòa chúng ta đến gành đá đĩa. Gành đá đĩa này nếu trong quan sát của tôi thì diện tích nó chỉ khoảng tầm 1000 m², các viên đá đã xếp với nhau rất là tự nhiên. Nước này rất là trong, rất muốn nhảy tắm. Viên đá sát biển. Đau.
những cái đá này đây. Rất là sắc nhưng mà tôi có thể đi trên đất được. Chạy ra mỏm cuối cùng, ngoài cùng của cành đá dĩa.